Ok, cộng 11 xoay luôn. Lấy xoay luôn. Mà cần gì đập lên cao. Đập ốp nó lên cao là được rồi. Lên ốp 8 là được rồi. Rồi. Siêu phẩm bắt đầu từ đấy. Ba phát đấy à. Làm bài nhanh trước về. Xong rồi đi làm vinh một tiếp. Không có nào mà mua vinh một có ai bán không ta? Ok, vậy làm siêu phẩm nha. Bắt đầu tin luôn. Anh em lái xe phát lấy hên anh em ơi. Lấy hên nha. Ô này chưa gì đã lông ra rồi, 1,5 m rồi. Chào đâu. Bốn bốn giờ có 46%. Ba mươi sáu cánh cộng 4 nè, 40 nè. Ồ vậy cánh này cộng 4 không đủ rồi, để cho cánh này lên cộng 6 luôn đi, cho lên cộng 6 đi. 36 là thấy không ổn rồi đấy. 50 là cái đúng bài này. Ok, 50 phải lại cho anh em. Phát đầu tiên. Win MG luôn. Hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi, cái gì vậy? Không ổn rồi, phát thứ hai này. Gì ơi, nóng rồi, hai phát anh em mày hỏng rồi, hai phát không lên, người ta thay phát một lên, đó mọi người nha. Đó là ngủ thôi. Ok. Một trăm hai mươi bảy đồng xu. Thử xem nha. Không biết nên đổi Long Minh Sơn nha. Cảm ơn bạn nha. Đồ lên cái luôn hả? Đổi luôn đi. Thử phát nha. Lúc thôi xong rồi. Ô lên lần cái lần hai rồi kìa. Không rồi, có khi nào như đây không được cái nào không? Một đồng kìa. Lúc quá tivi nha. Rồi được một cái. Vãi thật. Được một cái rồi. Ok. Ok nha, được một cái nha. 100 cái. Thử xem. Đúng. Ok, tuyệt vời.
À, trời ơi, nó phải đỉnh 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 hai cái vá cho đội sang lên một cái rồi hả, cho đội sang lên một cái rồi. Ồ, hội này làm ăn nhanh thật. Ôi, lên win nữa kìa, vãi không lúc vãi thật lúc. Ôi xong rồi thì còn có một cái, vội thế. Đâu tuyệt vời, ba cái ok, em ơi, ba cái con lành cảnh không đến tay rồi. Ôi ra cái cùng lúc. Ôi sao anh nữa, ông hay lên luôn kìa. Tiếp nào. Bốn cái cứ hơn bốn cái là hai không, thì bốn ba là 12 không, bốn ba 12 là bốn cái là chắc cú này, là còn 69 cái nữa, 69 cái nữa. Ôi không xong rồi, lại một đồng em hỏng rồi, 60 đồng này, 60 đồng xong không được 5 cái không. Nó chân tâm người đầu tiên sang quê nhà. Ô có kia ông thầy ra quê nhà rồi. Xong rồi anh em ơi, cái gì đấy? Được có bốn cái nữa hả? Cái gì đấy? Ôi, xịt hỏng rồi. À, cái gì đấy? Rồi, vãi thật, xịt mấy phát luôn anh em ơi. Không. Xe lên rồi. Gái sớm mà, anh em lái xe bắt anh em ơi. Thôi. Còn 14 cái đổi nó cái nữa này này. Đó. Đúng được. Ok. Rồi được là tổng cộng là. Ôi giờ cái nữa cái 2 4 6 cái. Mua một hai bán đi. Rồi. Mua bình một ai bán nào anh em ơi. Con nào bán không bán được cái bình một đây. Hai cái này hình như là bên con kia có một cái, tiền bên này có người, để lấy tiền con kia qua ra. Càng đấy nhờ ông kia ông xoay ra cái nữa hả? Hình như con DK có một cái. Chọn à, chọn xoay được à, thấy được xoay được hai cái đấy. Sợ thật. À, cảm ơn Tân Vũ bạn ơi. Đây là nhà ông bạn ơi. Ôi, đang cố gắng đây, đang cố gắng đây. Cố gắng làm mấy một siêu phẩm thôi, không còn nhiều. Anh nhầm. Hai cái này. Ồ, kia ông còn xoay được ra cái con lốc kìa. Vậy là server có hai cái rồi. À, ba cái rồi. Cuộc đời nở hoa, cuộc sống bế tắc. Mình đây 2 4 6 đồng mà chẳng là 6 lông mà chẳng lại không ra được cái nào, người ta cười thối mũi ra. Nôn nào ok, cộng 11 xoay luôn, lấy xoay luôn. À mà cần gì đập lên cao, đập ốp nó lên cao là được rồi, lên ốp 8 là được rồi. Rồi
Siêu phẩm bắt đầu từ đấy. Ba phát đi nào. Làm bài nhanh trước đây. Xong rồi đi làm vinh một tiếp. Không có nào mà mua vinh một có ai bán không ta? Ok, vậy làm siêu phẩm nha. Bắt đầu tin luôn. Anh em lại xem phát lấy hên anh em ơi. Lấy hên nha, lấy hên nha. Ô, này chưa gì đã lông ra rồi. 1 mét rưỡi rồi. À... chào đâu. Bốn bốn giờ có 46%. Ba mươi sáu cánh cộng 4 hả? 40 nè. Ồ vậy cánh này cộng 4 không đủ rồi, để cho cánh này lên cộng 6 luôn đi. Cho lên cộng 6 đi. 36 là thấy không ổn rồi đấy. 50 là cái đúng bài này. Ok. 51 phải lại cho anh em. Phát đầu tiên. Win mg luôn. Lúc ơi. Hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cái gì đây? Không ổn rồi, không ổn rồi. Phát thứ hai này. Lúc ơi, đi. Cái gì đây? Nóng rồi, nóng rồi. Hai phát anh em mày hỏng rồi, hai phát không lên. Người ta thay phát một lên. Lúc lấy một phát rồi. Một phát. Lúc mà là lớp. Lúc mà là lớp. Lên là mừng rồi. Thật ba phát. Cay thật. Ba bắt cũng được. Không đầu tiên đâu. Thứ mấy rồi? Thứ hai, thứ ba rồi. Thứ hai, thứ ba rồi. Đề ca ứng ô hô là được rồi. Lúc mà lót. Lúc mà lót. Lúc mà lót. Nó không mà lắm nhưng mà nó có lúc vào được rồi. Đừng lúc bị đánh người ta được. Ôi ôi. Dạ mà không có lúc thì cũng rất thôi. Ôi ơi nước mắt anh em mày và ai là mừng rất nước mắt luôn đấy. Ví dụ nó dạ mà nó không có lúc mà. Bực mình là bán khó mà. Đói cho mọi người chứ. Cha má ơi. Cần người nhà lúc mà lót đâu. Cái này làm cái nữa không à? Thế từ giờ ở đây đi rồi, có khi là làm cái nữa. Ít nhưng mà chất là được rồi, chính xác. Nó phải chất. Có lúc là có tiền, không lúc là có như này khỏi chắc bóc thì làm gì, mất đi, mất đi. Bây giờ đi đi giải giải quyết thì sẽ chắc bóc, thua luôn. Nhiều khi Swing chăm bóc đập lên 10, đập lên 13 thì 11 lại quá tiền với Swing luôn đi. Quá tiền mua Swing mới. Nó phải chất. À. Ít nhưng mà nó chất được. À. Ồ, anh em nó đang dồn dập cái ngày này thôi mà.
Đây quỳnh vào đây, nó căn cái ngày này đấy, nó bảo uy 500 mấy hả, 500 mấy quỳnh không lúc hả, thời tới giờ giờ sao đố gì con, có nên xoay không anh em? À cá nó tới ngủ nha, ui cá nó mạnh nha. Ôi giải toán tâm lý rồi, nói chung nếu mà nó không lên là biết cũng hạn, nó lên được là ok à. Nhưng mà có nên xoay nữa không, quỳnh bao nhiêu thế hả, mua được nhiều à, xoay cái nữa nhờ à, để bán rồi, thực ra lông bây giờ bán ngon mà, bây giờ bán lông phải được tầm 3 mét, bán lông được hơn 3 mét, bây giờ xoay quỳnh nữa thì đã thường quá hả. Bán lên xong kim à? Đâu một lông chắc tầm mét, lông chắc tầm tầm mét mét hơn. Đây hôm nay nó bán 15 W coin là bằng mét rưỡi. Này bán là bằng mét rưỡi. Lúc là có may mắn hả? Nhưng mà nó phải mang là lót đấy. hy sinh luôn cái cách đặt là mình biết chắc nó lên rồi, cái đây là mình biết đặt quá không nhảy không lên đó rồi chứ. Đây là 160 anh em nha. Ờ, các bạn hồ mà TV vào đây. Sao mờ đeo bắt đầu chắc chắn cái này là cái sao mờ rồi. Nhưng mà để cái nào. Từ từ. Để mình lock vào, để mình đổi. Đổi bây giờ xoay mà nó xịt cái cũng đấy, mà nó thẳng nha. Mình để mình, nhưng mà xoay nó hên ra cũng được, mà thôi. Để lên cái khác, nâng cấp đa sinh mạnh cũng được, nâng cấp luôn, thử nâng cấp cho anh em xem. Mình tối qua mình nằm cả đêm mình chằn chọc, mình không ngủ được, mình không ngủ được, mình suy nghĩ là có nên lên xếp cấp 2 không, à có nên lên xếp cấp 7 không, thì theo anh em thì có nên lên không. À các bạn cứ ngủ ai cái nhà ở đây. Có thằng bán cánh bóng đêm này, bán cánh không lúc mua làm cái gì. Gái này này, hello Lui Cà Tông nha. Say Quỳnh lúc mà lót thì mới gái to được hả? Ôi trời, Quỳnh có lúc đã gái rồi. Nói thẳng nha, đó, các con xoay lên kìa. Thực ra bên này á, mình nghĩ xoay Quỳnh là sẽ lên tỷ lệ nó cũng cửa chát hơn, nhưng mà cái vấn đề á là đồng xu ở đâu mà lên, đồng xu không có, đồng xu cực kỳ hiếm, mình gom cả gần chục ạc mà mới được nhiêu đó cái đồng xu đấy, được nhiêu đó cái đồng xu đó là anh em là biết là nó đồng xu nó khó. À cảm ơn mày Thính nha, hello Trần Minh Quý nha. À. Lúc mà nó thì nó xa vời quá không, nhưng mà đến lúc thì làm được top 1 đó, top 1 thổ luôn rồi. Để giảng kim ra giảng kim, ôi giảng kim cấp 2 1.900 rồi nè. À 1.900 là phải lấy tiền rồi. Đồ cấp 7 nhỉ? Rồi để coi sao chứ bây giờ đồ cấp 7 thằng lắm, tại vì ôi có mấy ông đang xoay kìa. Có mấy ông đang xoay kìa, hay nên xoay nữa không ta? Làm ngay nào.
Từ từ đã. 1m9 à? 1m1, 2, 4, 6, 7. Đây, 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 ông kia ông Quang đang thiếu mình một một. Đây đây đây, mượn mượn. Lật ra rồi lấy đây này. Đổi hết rồi. Lặp lại gùi ra hay là chính văn nha? À thiếu là mình lặp lại. Chơi chơi ra mắt mình nha. Không, thực ra là tại vì lên mình thấy nó tốn quá. Có nghĩa là bây giờ mà lên là phải mất 2 mét, mà trong khi mình thấy mình định giá mà để lên được. Lên cấp 7 thì mình nghĩ bán cao hơn được với so với cấp 6 mà cộng 11, mà trong khi đó mình tốn 2 mét thì mình đang tính là mình sẽ lên cái này và mình sẽ cho nó lên rồi để làm luôn một siêu phẩm nha anh em ơi, làm luôn một siêu phẩm cho anh em xem. Đây, một siêu phẩm mang tên là đao sinh mệnh cho MG máy chém đặc biệt 501 đó. Còn cái này rồi đây nha, từ từ đăng giờ ra chờ thời gian để đổi và coi cái mình đổi và coi mình vào mình đổi. Sao lại còn cái gì đó nghe lên thôi cái đất rồi dán kim cánh cánh bóng đèn vào đối nhầm với lại con nạn rồi. Ô Sake chuẩn bị có siêu phẩm đeo rồi. Lên nào, thì giờ lên nào đấy. Ôi trời ơi, đẹp trai thế. Nhà đẹp trai thế. Ôi trời ơi. Wow, trận này với Hồng Tông Trạch Tông này mà lên kia đao sinh mạnh với Tông Trạch Tông. À, lên kia đao sinh mạnh. Với nhà ai luôn đó. Chà, làm gì đây? Quét rác xem rồi, bây giờ để lên cái kia luôn nha. Để lên chắc là 7.600. Đây. Biết ngay là ba đá mà. 381 mình phải để búa kia vào đó.
Anh đi theo trai đấy giờ biết đã. Ồ trời ơi, ok 91% này. Lúc xỉ làm sao được à, lại lên rồi, 230 anh em nha, sáng sớm mà. Ôi trời ơi, thật là mái trưởng các bạn ạ. Cầm cái đao sinh mệnh này nó mới đỉnh này. Nó thật sự bây giờ nó ra đầu cấp 7 này, anh em còn xài đầu cấp 6 thì thôi mình nghỉ. Đừng có chơi game đấy. Xài chưa, xài vũ khí cấp 6 thì thôi mình nghỉ đi. Đây. Đồ. Có đá kim chẻ hả? Đây, kim chẻ đôi đây. Kim này ra cầm nó kim phê này. Có skill, có mất skill luôn kìa. Ồ, hỏng rồi, mất skill rồi, mất skill lại phải lấy cái khác cộng hưởng đó. Không sao, cộng hưởng được, cộng hưởng được. U cha má ơi. Đây mới là đúng bộ sưu tập nè. Đây mới là đúng bộ sưu tập nè. Đấy. Không có skill quét rác, để cộng hưởng sau. Giờ mà kiểm quét rác. Đây mới là đúng tông sẽ tông nè. À, ù cha má ơi, em thấy một mình hai lúc thôi hả? Đây quan trọng là cái mình hai nó có lúc hay không. Sau mình hai kiếm tí lúa rồi, bây giờ nó thẳng nha, bây giờ sau mình hai mà nó ra không lúc thì bán mấy mét, trong khi đó ba cái mình này không biết lên được cái mình hai nữa không, trong khi ba cái này mình sẽ bán được 3 mét rồi. Đang tính mất skill mà ghê thế, người nhà biết mà tính có khi là chỗ lên chép này luôn, đang cộng 13 mà 12 mà lên cộng 9 đây. Xét đang cộng 11 hết nữa thì đang đánh đồ đây lên cấp 7 mà nữa thì lại không 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 tính. Đấy là cái win này nó tăng hấp thụ sát thương 43%. 43%. Ôi giời ơi luôn. Ôi có mấy ông xài ra win tiếp kìa. Còn mà gặp 7 trong quái trơn à. À đúng là Hiếu Nguyễn này. Ba lông là được lên 2 thì một người nữa hoa thôi hả? Giờ để mình đi coi win 1 nha. Để khai một nha. Quy một 1m2 vãi thật. Đồ, đập đồ cấp 7 đi đi anh. Đập đồ đi cấp 7 phí à, đúng rồi. Cấp 7 mình thấy phí đó. Mình thấy cấp 7 phí lắm. Anh định bán lông lên VIP với sao để lông vũ bán lên sói ờ cũng bất động sản ngon không biết đó, chưa chắc chưa on. Có mấy ông xoay vào cái nịt hết kìa. Bây giờ bán nhờ bán lông hay là lên binh ra cộng hưởng skill, cộng hưởng skill thì đi lấy mấy cái cây kia cộng hưởng mới được.
Không đưa lỡ chơi game. À, không không nha, quân trần này có hùng mèo mái thì có. À, cắt hồng mà đi đi bạn ơi. Tết nó nhắm nha. Đây đi coi win một nào. Ôi nhiều ông khác hết win một rồi. Lên cấp 7 hả? Ô bây giờ lên cấp 7 tốn lắm. Mất thêm 2 mét nữa mà không về cộng không. Đấy, cái vấn đề là vậy, mất thêm 2 mét mà về cộng không nha. Rồi lại đập lên lại. Mà thì trong khi đó cái giá trị chất đồ mình thấy nó cũng bình thường. Trong khi đó là bây giờ một món cấp 7 bây giờ không bán có 500k, không ai mua. Đây là mua lẻ, nhưng mà nếu mà bán cá sét cùng lắm cũng bằng cái giá cái này cấp cấp cộng 11 này thôi. Xe này cấp 7 đẹp hơn thôi, làm bắp đừng có dùng ai. Thì anh em thích lên cấp 7 không? Giờ lắm nay lên cấp 7 nó xịt thì là toang luôn chứ đùa đâu. Anh chắc định xem nếu lên cấp 7 thì thôi đập đồ 13 không phí. Bây giờ để mẹ mình lên đâu. Bây giờ đập cái này lên 13 này. Đập cái này lên 13 luôn. Mình đang có một món là mình hai món là full rồi. Chơi cái này cộng 13 ra cường cũng 7% hết. Và lấy lúc đập cấp 7 phí bạc rồi. Tôi thời xét đã ứa giao dịch xong em xem mất tích nhá. Lại nhắc tích lại nhớ cái ông cò. À, để mời anh em đi cà phê phát. Mời anh em lên cà phê nha. Kia. Ồ, chưa đưa chú nữa hả? Ồ, kéo đi kéo đi em rồi. Được. Đồ chăn sang lại xoay tiếp hả? Hay bây giờ mình xoay kinh một nhỉ? Hay đi xoay kinh một phát đi. Thà gom xét cái bảng em sao lên đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mình hôm qua mình suy nghĩ cả đêm mình bật. Cả đêm qua mình không ngủ mà. Tại vì cái gì nó cứ đến ngày đó, nó hồi hộp. Báo đập một cái vũ khí thôi. Đập một cái vũ khí thôi. Rồi sao đập full lên 13, đập win lên 13. Đập cái này sẽ đổ lên 13, chết tay nó hết. Chờ lên cấp 7 gom một cái đồ thấp lắm. À gom một cái đồ. Từ từ đến lúc mà có đấy. Con nâng cấp thì 310 xong rồi. À. Đúng rồi, chín mươi cái 13 chứ. Đúng rồi, anh em cùng chỉ vậy là tốt rồi, anh em cũng không ngủ được đâu. Chuẩn 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 chuẩn. Cảm ơn anh Đức ở đây. Chết áo gì ở đây. Tập kiếm 13 chết rồi, để từ từ ra đây một ca. Ở đây sói sói này đi, đi gom cái này. Tính làm gì ta? Đập full 13 là bán. Chính xác. Full 3 chán class lại bán. Nhưng ăn ba ăn đồ nó phải được. Chút xíu chứ còn không bán làm gì. Đây có hai món này để đây ép. Nghe thấy anh nha. Nhớ anh nói đấy nha, em thấy anh hay đăng bán đồ xăng lên núi ở lắm à. Cà phê đấy. Không có công mình canh sớm mình vào. Nhưng mà bây giờ mũ thánh nữ nhiêu hả? Cái mũ này á, bán mình chắc là mình để gom cả bộ bán, cả mũ ở trên. Đập cái vũ khí với Quỳnh Hai đi anh định. Xin yêu thì qua Quỳnh Hai hả? Để thực quay lấy cái quay gì nào quay quay cái win một đó à tôi ngủ vào đây đấy nhau hiệu nha ông bà trần trọc một
Túi tôi lại được mấy mét giàu gì đấy à, cái này cũng lúc à. Ồ vậy là server ra được ba cái club rồi, server ra được ba cái club rồi, nhưng mà ăn thua mình sẽ lên 13 đầu tiên, mình được cái lốp. Hay là việc bạn sẽ chọn kim anh ơi, à kim thêm một cái sai được. Để cho nó lên làm cho nó cái win một cơ đã, làm nó ba cái win một đi, nếu mà hứng hứng lên mình lại tám tiếp, nếu mà hứng hứng mình tám tiếp. Anh em thấy hợp lý không? Hợp lý quốc gái. Trời, mấy ông đập không có lúc đập lên tím tém. Đi vậy. Treo sai xong mua được. Vinh hai lúc mà lót không có lúc mà lót thì cái nào đắt hơn hả? Thực ra thì để cho anh em dễ hiểu này, cái thứ nhất đó là win win không lúc với lại lên win có lúc thì cái chỉ số là nó chỉ có cái là đập lên 13 nó dễ hay không, đập đồ đập và đập tỷ lệ thành công giữa ngọc tâm linh nó dễ hay khó ấy. Không có lúc đập lên thì nó tốn, nó dễ bị xịt. Còn là cái win mana lock mà không có lúc thì nó cũng có dòng mana lock, nhưng mà đập lên 13 nó lại khó. Thực ra cái win mana lock mà không lúc nó giá trị hơn cái win không lúc chút xíu, chứ nhiều khi nó còn không, nhiều khi nó còn không bằng cái win lúc, tại vì nhiều khi anh em so sánh này, quan trọng là hiệu quả của nó. Giống như bây giờ mà cái win không không có lúc mana lock mà anh em để cộng chip với lại một cái win có lúc mà đó anh em đang cộng 13 để đập lên cộng 13 thì anh em xài cái nào nó ngon hơn đấy, đơn giản vậy thôi. Cộng hưởng skill, cộng hưởng skill phải kiếm mấy cây gậy kiếm đó, mở ra mấy cây kiếm cùi này cộng hưởng lên, nhưng mà cộng hưởng skill nó dễ lên mà. Cộng hướng skill mình thấy nó dễ lên mà. Cảm thấy được khai sáng thì à. Cái vấn đề là nó đấy, bởi vì cái giá trị của lúc với không lúc là nó khác nhau. Nói chung mà cái chuẩn nhất là có phải lúc mà nó lót. Ủa rồi đã về nhà bây giờ có vui hàng cái game như là vãi, người ta đập một cái mình cũng phải đập ba phát mới lên đấy, sợ thật. À phát ra kỹ thử để bắt đầu là xoay win nữa kìa, 7 cái chưa đủ. À, lâu vương vạn mình nhà ở đâu thế hả? Mới ai cướp được, mới cướp được, mới cướp được. B ở nhà có nên mở mấy cái này không ta? Từ từ để mở. Ok thì làm được cái này. Và hai ok đập lên kìa. Làm đồ 380 đi. Ở giờ lấy đâu ra đồ 380. Vãi là nội sàn nó xài lắm mình thế. Lấy đâu ra nhiều lông mà xài lắm mình thế ta. Mẹ kém cái ghê thật. Này không có chưa có ốp mà. Đâu có rồi mà. Ngót đợi lận cái này à quên không bỏ bùa được. Coi cúi cái trao bỏ bùa đúng chịu luôn. Ngoắt đờ lợn phải sắp xếp lại đồ thùng một phát hai phát
Thế làm mà bác làm Quick Win 2 đi hả? Thì cũng đang tính mà lên Quick Win 2 nữa, nhưng mà thấy tình hình không biết có nên khả thi không? Có khả thi không anh em? Theo anh em thì có nên lên không? Với trong cái trường hợp mà mình nó đang có một cái rồi. Lên thì bây giờ nó lại lên thêm cái mana lót nữa thì mình lại bảo là không biết nên làm cái gì với cái win lúc này. Bán sốt hay là làm gì hả? Nó phí phạm được không? Cái gì ông kêu lên 12 luôn hả? Ghê, phát ra cái thứ trời máu vậy. Ôi, đập quýnh một khối vậy. Ôi, đập quýnh một khối quá vậy mày. Hỏng rồi. Tôn mơ về lúc này biết mua cái quýnh một kia được rồi. Bây giờ nhiều khi không bổ bổ tỷ lệ có khi nó lại lên này. Quá đời à, mà bổ cái này nhau đáng nó rồi. Bây giờ không bổ tỷ lệ có khi lại lên này. Cũng không lên luôn, hỏng rồi. Vãi. Ông lên 13 luôn được kìa anh em ơi, vãi trướng thế. Đúng phát ra kỳ tử anh em ơi, đập lên cái queen 13 luôn được kìa. Rồi. Đối địch lại khóc hết. Đối địch lại khóc hết. Mình lên nhiều lắm rồi. Mà lại lên 13 một cái nữa thì trời ơi, đúng. Hello anh em, cảm ơn anh em nha. Vai ốc có lúc à, có lúc mới lên 13 nó mới tự tin được. Có gì vậy? Vai đập quân một kìa anh em ơi. Ôi, đang có ốp mà lại còn đập không, không vô được xịt ốp luôn kìa. Lại ngủ quên chiến thắng rồi, cái tỷ lệ kìa nó xịt lại rồi, sao thế? Vãi. Ôi trời. Có khi nào sản nghiệp với cái lời một này không? Thôi lần này nữa thôi, để chọn nhân vật cái đó. Ôi đập đập lại đập lần là nhầm like nó kìa. Thôi được rồi, để làm lần này nó cũng được thì thôi. Để mua bộ tỷ lệ ở đây. Rồi cái đó. Đập đào khó, đào với Quỳnh là phải đập linh 13. Đào Quỳnh mới đập linh 13 chứ. Nói chung thứ hai đó lên 13 trước thì sau hai đồ mình tính sau. Cái gì vậy?
Nhiều khi đây đập còn khó, đập quân hai đây. Quá, đập dở mới lên cái. Sợ thật. Tốt một đông đề gặp quá tiền mua luôn rồi. Ôi, lần đập nhầm nữa. Ôi, ngã luôn. Quá, quá tiền mua luôn rồi. Quá kinh khủng. Win lúc tầm bao nhiêu hả? Thì nói chung để mình vậy cho anh em dễ hiểu, dễ định giá về đồ này, về win này. Giống như đơn giản á, một cái win không lúc, một cái win thường á, nó rơi vào cái thời điểm mới này, nó rơi vào tầm nó nhân x3 cái giá trị của cộng đồng. Còn cái win có lúc thì nó phải nhỉnh nhân chút xíu. Thì cộng đồng bây giờ nó tầm 1,5 m, đến người nào bán rẻ 1 m thì nó rơi vào tầm nếu mà win không lúc không. Cái quỳnh nếu mà quỳnh mana lót thì mình nghĩ là nó rơi vào tầm quỳnh lúc thì mình nghĩ nó rơi vào tầm thêm thêm tầm 2 m nữa, chắc là tầm 6 m. Cái gì vậy, bực mình đi xoay quỳnh hai luôn giờ. Vãi, đập đập cái quỳnh một không mà chỉ có đống bê anh em ơi. Sợ thật. Quỳnh lúc tầm thì nói chung là nó tầm 6 mét nếu mà tính giá sàn. Tại lúc đầu lúc nào không có giá nữa. Rồi, lên hai cái. Hai cái à. Lỡ làm là phải lỡ làm 13 cái luôn, à làm 3 cái luôn. Sợ với cái quỳnh với cái kia đấy. Có tiền mua Win 1 590k Logen, Logen xe giờ không có ăn. Lúc nãy mình đi lượn có một chút rồi. Làm cái win một nữa. Hello 300 anh em nha. Đây lấy cái này đập cho nó sướng. Nửa mấy cái này để xíu làm cộng hưởng. Đây mấy anh em nghe đã buồn mà tí số lượng lớn điện thoại đã tắt mic. Không, người ta đòi nợ. Lúc không có đầu cùi để mà xoay Win 1 bây giờ đã đắt mà. Đây có cái con rồi. Đây một lúc giờ không để ý thì chịu luôn. Bên này thì quá trời. Đây có à đây mới bỏ vô. Ok. Làm một nháy nữa. Hello 300 anh em nha. Ủa, anh em chưa like bố like anh em ơi. Đừng nguyên là ngon
À, người ta giao đồ cho anh, nhận cho anh. Dễ. Xin viết biệt cụ à? Thì theo anh em xin viết biệt cụ không? Chơi luôn á, mình đang máu. Đang máu thì đừng nói bố cháu là ai không? Thì đã sai, đừng nói ai là bố cháu. Đừng nói ai là bố cháu. Ui chồng có lúc luôn. Tương lai, có tương lai. Vừa ba lồng lên một cái đã, chính xác lúc nãy ba lồng lên cái đây, nhưng mà thấy anh em xoay thì mình cũng nôn nao rồi, cứ làm đủ ba nháy thôi, đợt nào cũng thế, coi như là hôm nay mình lên cái lúc rồi là nó cũng mãn nguyện rồi, lên cái lúc là cũng mãn nguyện rồi. Bây giờ xoay ra cái mana lót nó đỡ đỡ luôn, nó 330 nha, xoay ra cái mana lót nó đỡ luôn. Cái đao mới 12, đúng rồi Văn Cường ơi, giờ ai mà không xài xài đao 12 thì nghỉ game thôi chứ làm gì. Cho nghe em bỏ thêm bộ xe lần đợt lên 100%. Thực ra nó 100% ảo mà. Nhưng mát là 50% mà. Mát 50% thì anh em có bỏ hay là không bỏ thì nó cũng là 50%. Sao định anh thì không vào xem ở nước ngoài nào có mấy chục trong Việt Nam thế? Bạn vậy là bạn chưa xem stream của mình mới vào xem mà Tommy à? Bạn bạn mới vào xem hay sao ấy? Mà mình bỏ tiền nhiều hay ít thì cũng có mình mà. Thế ở nước ngoài mình chơi chắc là nhiều nhất ở đây đấy. Mình chơi còn chơi cả mấy năm trước thôi chứ không phải đến bây giờ nữa. Rồi, làm nhanh. Tiếp nha. Hello 340 anh em nha. Còn muốn 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 biết mình có xem phim vào nước ngoài không, vào kênh lập lại cách đây không 2 năm về trước rồi, một phát biết đập cái bọc đó vai đập biết đập có đập nữa toàn rồi anh em ơi. Vai đặt để vậy bán lông được rồi, lỡ rồi. Cái này có 43%. Không không. Này nó không lúc. Phát thứ hai ngăn từ đầu vãi thật, mồm thì nói là bảo để bán lời hơn, vãi toàn mấy ông xoay ra không lúc, đúng là mới có 3 cái binh có lúc à, có mình với lại Optimus với lại phát ra kỳ tử, còn lại binh không lúc hết. Vai y học có sai đường cái kìa. Bốn tám một trăm để mày đọc cho nó sướng. Lâu lâu mình phải trả độ, mình tụt dốc, bắt đầu xong mình mới leo dốc. Nó mới có cảm giác, nó mới có cảm giác. Cái này là lúc ma lót nè, cái này là lúc ma lót nè, lúc ma lót cái này nè. Nặng quá nào, nặng. Ma lót dán kim bán em là bán với nào lúc ma lót.
Vợ chồng của bà nó cày ghê nhà đùa. Cày ghê đùa là sợ thế nhỉ, nhưng mà không mà nó, nhưng mà nó ra ra tăng cái tấn công 100 cái, biết nó ngày để đổ cái ngày xong rồi đánh được rồi, vai là cô rồi nó cười ra nước mắt tôi anh em ơi. Nó đang ra công tấn công mình nhìn mình đứng đó không mặt này nó đau lắm, không đỉnh lên trên bờ vai là. Ô trời ơi, hai cái nó lốc luôn. Ô, tao 6 mét này đi em hả? Gì 6 mét? Đùa, cái này ra tăng luôn, cái này là đập nước trên đầu này. Tưởng ba lốc, ô. Ai đứng tưởng ba lốc thật. Mà ai cứ đồng ra tăng tấn công. Ra tăng tấn công.